bên em đang cho anh em lau dọn phân bụi để chuyển đi những cặp loa nguyên chất bãi các bác nhá. Bác đẩy em lên tăng. Và một lúc là hai cặp nha các bác nhá. Các bác thấy có đẹp không ạ? Bác cho nhỏ đi em. Đây các bác ơi, các bác thấy không? Đây, nguyên chất bãi nhá, trùng đôi trùng cặp, hai cặp loa này em chuyển vào bến xe Mỹ Đình và Gia Lâm. Đây các bác ơi, các bác thấy cái độ nguyên bụi của nó không ạ? Rồi, đấy, và nó còn xuất sắc luôn. Đây, cái này em chỉ phất bụi thôi các bác nhá. Đây các bác nhìn này, đấy, 305, hai cặp loa lên đường trong sáng ngày hôm nay. Đây các bác nhìn này, rồi, đấy, bụi tây nhá. Đấy, thực sự là bụi tây luôn các bác ơi, không sai đâu được. Rồi, đấy, nó dính thì em phải lấy tay em kỵ kỵ nó đi. Đấy, các bác thấy chưa, xuất sắc chưa? Các bác nhìn cái màng loa, tuyến loa nó đẹp đến gọi là gần như là mới sản xuất ngày hôm qua. Đấy, nó kiểu như thế các bạn, nó đẹp mỹ mãn luôn. Trùng đôi trùng cặp nha các bác nha. Cặp bên này là đời gân gân bạc này. Đấy, gân xám xám này. Đấy các bác thấy chưa, bụi nha các bác ơi. Đây này, em dí sát màn hình cho các bác xem này. Này. Đấy, vẫn còn bụi lồng nha. Siêu đẹp, siêu tuyển luôn. Những cặp loa này bên em tuyển chọn nó phải đạt đến 97-98% về độ đẹp. Nếu mà để những bác nào chấm điểm chính xác là như vậy, nó gần như mới sản xuất. Đấy, và những cái này nó sản xuất những năm 9 mấy rồi các bác nhá, khoảng 90, 89, 90, 92 gì đó. Đấy, trùng đôi trùng cặp các bạn. Đây này, em đã đánh số này, nó nhìn nó dễ này. Đấy, ví dụ em đánh A2 này, A2 này. Đấy, thì em nhìn em đã xoay kỹ rồi đây này, cái trùng tem đồm này. 39 này. Đấy, 209. 39 209 nha các bác nhá. Đẹp lắm các bạn ạ. Đây, ví dụ em đánh B này chẳng hạn, B1. Đánh số dễ nhìn các bạn ạ. Đấy. Và thấy chưa? Xuất sắc luôn. Đấy, không có một điểm trừ. Đây em xoay chi tiết cho các bác xem. Tuyến loa nó phải nói là mỹ mãn. Hai cặp loa này và một cặp 301C4, ba một cặp 301C4 đây được. Đấy, các bác thấy không? Có hai đời nhá, một đời là gân hơi rêu rêu xanh, đời gân bạc. Đấy, 305 nhá các bác nhá. Vâng, giá rất là yêu thương, 11 triệu một đôi. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tấm biển màu xanh này. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bác Bình đang lau dọn lốt đây. Đấy, về các bác muốn kỹ hơn thì bác lau kỹ hơn một chút giúp em. Nhưng mà như này em đã thấy nó quá là đẹp rồi, quá là sạch rồi các bạn. Nó chỉ bụi lông một chút thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.